đầu trâu người ta đâu. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là một cái video mà tôi muốn thông báo cho tất cả các bạn đang xem cái video này. Rằng tôi chính thức sẽ dừng làm YouTube từ ngày mai. Sau 6 năm làm YouTube, có rất là nhiều cái thăng trầm đến với cuộc đời cuộc sống của tôi. Thì một vài phút trước đây, YouTuber số 1 Việt Nam NTN Vlog Nguyễn Thành Lam, anh thanh niên này đã ra một video và quyết định cuối cùng của mình là ngừng và đóng kênh YouTube. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.